Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay ngày 14 tháng 8, giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, sau báo cáo dữ liệu xuất nhập khẩu yếu kém từ Trung Quốc. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, EIA, cho biết nguồn cung dầu thô sẽ không theo kịp nhu cầu của thế giới khi các nhà sản xuất tiếp tục gia hạn cắt giảm sản lượng. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2023, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 năm 2023 ở mức 81,60 USD trên thùng, giảm 0,42 USD trong phiên và giảm 0,23 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 13 tháng 8. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 10 năm 2023 đứng ở mức 86,36 USD trên thùng, giảm 0,45 USD trong phiên và giảm 0,26 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 13 tháng 8. Giá dầu thế giới hôm nay, 14 tháng 8, giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần sau báo cáo dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu tháng 7 của nước này đã giảm 18,8% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, nhưng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. EIA cho biết, dự trữ dầu của Mỹ tăng 5,85 triệu thùng trong tuần, kết thúc vào ngày 4 tháng 8. Dự trữ xăng giảm 2,7 triệu thùng, dự trữ sản phẩm trưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi đã giảm 1,7 triệu thùng. EIA cũng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, GDP của Mỹ, sẽ tăng 1,9% trong năm nay, tăng so với mức 1,5% trong dự báo trước đó. Theo báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,44 triệu thùng trên ngày trong năm 2023 và triển vọng mỏ sẽ lạc quan trong nửa cuối năm. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cũng ước tính rằng nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục 103 triệu thùng trên ngày trong tháng 6 và có thể mở rộng một đỉnh khác trong tháng 8. IEA cũng cảnh báo nhiều lần rằng nguồn cung dầu thô sẽ không theo kịp nhu cầu của thế giới khi Ả Rập Xê Út và Nga tiếp tục gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện cho đến tháng 9 và có thể kéo dài đến những tháng tiếp theo. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.822 đồng trên lít. Giá xăng RON 95 loại phổ biến không cao hơn 23.993 đồng trên lít. Giá dầu diesel 005S không cao hơn 22.425 đồng trên lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.889 đồng trên lít. Giá dầu ma rút 180CST35S không cao hơn 17.668 đồng trên kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống.